Rồi, ok, hello anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì mở đầu clip thì mình sẽ dành khoảng tầm 15 giây mình giới thiệu cho anh em chính là shop nickcả.com của mình nhé. Tại shop có bán vàng, bán lít, bán ngọc, bán bùa mặt sau hoàn toàn tự động uy tín nhé. Các vòng quay may mắn này cho anh em tha hồ mà trải nghiệm này. Các vòng quay hoàn toàn là vòng quay có lãi nha, anh em không có chúc bạn may mắn lần sau nha. Bán vàng, bán lít này, lít tầm trung, lít sơ sinh đều có này, nạp thẻ thì không chịu chiết khấu này. Anh em mua vàng, mua lít, mua ngọc, mua bùa mặt sau thì cứ truy cập vào shop nickcả.com của mình nha. Rồi. Ok, hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với clip tiếp theo của mình nhé. Như anh em thấy ở trên clip này thì gọi ở đây là cách gọi là mình hướng dẫn cho anh em là chính là cách kiếm kiếm đuôi khỉ ở trong sự kiện ngọc trung thu nha anh em. Thì sắp tới gọi là vài hôm nữa thôi đã có sự kiện trung thu rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em đó kênh là cách là kiếm đuôi khỉ ở sự kiện trung thu nhá. Thì đây là clip cũ thôi, nhưng mà đây là một cách gọi là kiếm đuôi khỉ cực kỳ ngon cho anh em luôn. Thì nếu mà gọi là anh em gọi là áp dụng nếu mà năm nay mà không bị fit ấy thì anh em có thể áp dụng cách này, anh em kiếm đuôi khỉ rất là ngon nha anh em. Thì cụ thể thì cái đuôi khỉ ở đây thì nó có những công hiệu gì thì anh em thấy ở gọi là một số bài viết cũ ở trên đây rồi đấy. Thì cái đuôi khỉ này nó gọi là có tác dụng gọi là x2 gọi là tiềm năng sức mạnh cho anh em. Cụ thể ở đây là Namek, đây cụ thể cái đuôi khỉ này đây nó sẽ gọi là có x2 tiềm năng sức mạnh cho các hành tinh gọi là Namek và là trái đất. Cụ thể ở đây là trái đất được có 30 phút thôi, thì còn Namek được những 2 giờ lận. Nhưng mà không biết năm nay nó fit lại như thế nào, nó có thay đổi gì khác không. Thì đó là về phần cái đuôi khỉ này. Nhưng mà ở những năm trước đuôi khỉ có thể gọi là sử dụng đến khi hết sự kiện vẫn sử dụng được, nhưng mà vào những năm trước vì nó gọi là bị trẻ trâu, nó report nhiều quá ấy, thì cái đuôi khỉ này bây giờ nó đã trở thành gọi là vật phẩm mà sẽ bị biến mất vào ngày hết sự kiện anh em. Thì cái đuôi khỉ này rất là ngon để anh em đi úp ấy, nhưng mà cái này chỉ ngon cho bên Namek với lại trái đất thôi, còn xây ra thì chịu, xây ra không chỉ có chịu cái phận bị nó đấm đấm rớt đuôi thôi, chứ còn cái kiếm đuôi này thì không có đâu. Thì cái này thì bên Namek rất là ngon nhé. Thì cụ thể ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em được chính là cách gọi là kiếm đuôi khỉ trong cái ngày sự kiện là rất là ngon nha anh em. Thì ok, thì bắt đầu ở đây thì mình sẽ gọi là chuẩn bị cho mình là cách kiếm đuôi khỉ này. Thì đầu tiên anh em gọi là anh em đã biết thì ở bên xây ra ấy thì anh em gọi là anh em xài con ảo gọi là có cùi hay là có vip đến đâu thì anh em chỉ cần gọi là bật cờ đen lên thôi thì nó sẽ tự động hóa khỉ nhá. Thì tự động hóa khỉ sau khi anh em nó tự động hóa khỉ thì anh em bắt đầu anh em xài con ác kia, anh em qua anh em đấm cho nó chết thôi. Thì anh em đánh chết con đấy thì anh em sẽ nhận được đuôi khỉ nha anh em. Cụ thể anh em nhận được đuôi khỉ như thế nào mình sẽ hướng dẫn cho anh em ngay sau đây. Thì ok, thì đầu tiên anh em chuẩn bị cho mình đó chính là một con ác. Anh em vào thì anh em tạo thôi. Như anh em thấy ở đây là mình đã tạo một con ác, gọi là mới tạo thôi. Thì bắt đầu mình sẽ đi qua đây. Đây thì mình sẽ đi ra đây rồi bắt đầu mình bật cờ đen lên. Xong bắt đầu là mình sẽ quả cầu canh khi cho con này chết, rồi nó bắt đầu nó sẽ rớt được đuôi khỉ. Thì anh em cứ làm liên tục thế này thôi thì anh em sẽ nhận được là bao nhiêu đuôi khỉ cũng được. Thì đây nhá, thì đầu tiên ở đây thì mình sẽ đổi kiếm một cái khu nào trống nha anh em. Trống kẻo kẹo có mấy cái thằng nào nó qua nó cả S đấy. Thì ok, thì ở đây này, đây là một khu trống nha. Ok, có cái thằng này rồi. Đây đây, nó canh, nó canh. Ở đây thì là cái lớp cũ rồi nên bắt đầu là cái thằng này nó canh ấy. Nếu mà mình là mình bật cờ lên biến khỉ thì nó qua nó pem thì nó mình sẽ mất mất cờ mất mất cái cờ kia cho con này nha. Thôi ok, thì mình qua khu 16 cho nó trống này. Thì ở đây thì đây là mình kiếm cho mình đó là một cô trống nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho cái nick kia qua nha anh em. Ok, mình sẽ cho cái nick phụ cái qua rồi bắt đầu mình sẽ pem nha. Đây khu 16 này. Đây rồi nha. Thôi thì ở đây thì anh em bật cờ lên nha anh em. Anh em bật cờ lên nó sẽ tự động biến khỉ này. Bất kể anh em cùi hay là vip hay là như thế nào đi nữa, em có rồi đi thế nào đi chăng nữa thì anh em cứ bật cờ bật cờ đen lên là sẽ tự động biến khỉ. Rồi bắt đầu anh em bật cờ lên anh em giết chết nó rồi anh em sẽ nhận được đôi khỉ thôi. Anh em cứ tạo nhiều cái clone vào, anh em cứ tạo nhiều cái vào thì anh em cứ vào đây thôi. Ok, thì đây đây là đôi khỉ này.
Thế thì anh em kiếm đôi khỉ rất là dễ nhá. Anh em chỉ cần gọi chăm chỉ anh em tạo nick rồi anh em bắt đầu vào anh em cho nó đứng pem thôi. Hồi skill thì đơn giản thôi, anh em cứ qua đại hội võ thuật anh em hồi skill rồi anh em quay lại đây anh em pem tiếp. Đây cái thằng kia nó đấm đấy kìa. Đấy thì anh em cứ gọi là tạo vào đại hội võ thuật anh em tạo hồi skill rồi anh em qua đây anh em lại tạo con nick khác em vào đây anh em rồi bắt đầu anh em là cỏ cầu kinh khi rồi bắt đầu anh em lại kiếm đuôi khỉ anh em tích đuôi khỉ rồi anh em đi úp thôi. Đây rất là đơn giản đó chính là cách kiếm đuôi khỉ ở trong sự kiện trung thu ấy. Thì không biết năm nay có nó có fit lại cái gì không, thì những năm trước đó chính là cách kiếm đuôi khỉ cực kỳ ngon cho anh em nhé. Ok thì nếu đến đây rồi thì anh em nhớ để lại cho mình một like, đăng ký kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Hẹn gặp anh em ở các clip tiếp theo nhé. Bye bye anh em. So, ok, còn bây giờ mình sẽ cho giải event ngày 16 tháng 9 cho anh em nhé. Đây. Ok này, thì ở đây thì mình sẽ lấy ngẫu nhiên hết cho anh em luôn nhá. Ok, thì chúc mừng bạn Long Nguyễn nha. Đây, thì anh em phải đăng ký gọi là tài khoản shop ở trên shopmixảo.com của mình. Thì mình mới bắt đầu gọi đi cộng tiền shop cho anh em được nhá. Thôi, tiếp tục này. Ok, chúc bạn này chưa comment tin tài khoản shop nha. Rồi, tiếp theo này, chúc bạn One Piece đảo hải tặc nhá. Security này. Rồi. Tiếp theo này thì gọi là anh em mà có nhu cầu mua nick, mua vàng, mua ngọc, bộ mà sao thì cứ lên ngay shop nhà chúng con của mình để mà mua nha anh em. Bên mình bán gọi là với giá là cực kỳ ưu đãi cho anh em ở trên shop nhà chúng con của mình luôn. Sắp tới có sự kiện nốt bạn này, sắp có sự kiện trung thu rồi đấy. Thì anh em gọi là tranh thủ anh em mua vàng, mua ngọc để anh em chuẩn bị mà đi sắm đồ sự kiện thôi. Ok, thì ở đây thêm bạn Trung Nguyễn này. Rồi thì mình đã trao giải xong cho anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu mua nick, mua vàng, mua ngọc, mua bộ mà sao thì ghé ngay shopmixảo.com của mình nhé. Để mà gọi là sắm sửa trước mùa sự kiện đấy. Vàng, ngọc, các thứ để mà chuẩn bị mà đi úp sự kiện. Còn ai chưa có nick thì cứ lên shopmixảo.com của mình để mà mua nick nhé. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Hẹn gặp anh em ở các clip tiếp theo nhé. Bye bye anh em.